con em gái mở cửa cho mình vào rồi. Từ đồng văn sang mèo vạc, thành phố Hà Giang. Thanh niên các tỉnh Cao Bắc Lạng, Hà Tuyên Thái cùng ngày Dương Nam Định quyết tâm làm con đường hạnh phúc. Vừa mới mua vé xong để thăm hẻm tư sản và vé cho người lớn là 120.000 một người, bao gồm xe trung chuyển và xe điện và đi thuyền nữa các bạn ạ. Đi thuyền cả ra cả vào rơi vào khoảng 1 tiếng. Và đối với trẻ em thì dưới 1m2 thì người ta sẽ tính phí là giá trẻ em 60.000 một người. Đi xe điện này mất bao nhiêu phút em? Xe điện này rơi vào trong đấy 2 cây số. À, cũng khá là xa anh nhỉ. Chắc mất khoảng 10 đến 15 phút các bạn ạ, vì đường ở đây rất xấu. Đối với xe máy thì các bạn có thể tự di chuyển bằng xe máy vào cho nó tiện và nhanh được các bạn nhé. Di chuyển từ cái đoạn trên đèo Mã Pí Lèng xuống đến cái chỗ điểm mà mình mua vé đấy bằng ô tô cũng mất khoảng 30 phút. Đường khá là ngoằn ngoèo và dốc. Mình cảm thấy hơi ù tai sau khi di chuyển từ đoạn này xuống. Và hôm nay thời tiết cũng khá là lạnh. Đã đến đập thủy điện rồi các bạn ạ. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we... Khi đi khoảng 10 phút trên thuyền thì thuyền sẽ tắt máy để cho du khách có thể thoải mái chụp ảnh các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Quá đẹp luôn ạ. Hiện tại thì đằng sau lưng mình đây đang là hẻm tư sản. Wow, nhìn như này, xuống ơi. Hi. Hi. À, Khải vào đây. Hi. Khải chào các bạn đi. Chào các bạn. Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I could feel his tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Ngay 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 ngay